sân Thiên Trường sôi động khi U23 Campuchia thắng Lào 4-1. Thầy trò huấn luyện viên Honda thắng tưng bừng ở trận ra quân tại bảng B môn bóng đá Nam SEA Games chiều mùng 9 tháng 5. Chiều mùng 9 tháng 5, loạt trận bảng B môn bóng đá Nam SEA Games diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định. Lúc 16 giờ, U23 Lào chạm trán Campuchia, trong khi U23 Thái Lan đối đầu Singapore lúc 19 giờ. 17 giờ 52 phút mùng 9 tháng 5, hết giờ. U23 Campuchia 4-1 Lào. 17 giờ 41 phút mùng 9 tháng 5, thế trận cởi mở. U23 Campuchia tiếp tục tấn công để ghi bàn, dù đang dẫn 4-1, trong khi đó, U23 Lào chấp nhận đẩy cao đội hình để níu kéo hy vọng ghi bàn. Hai đội liên tiếp tạo ra cơ hội trong những phút gần nhất. 17:30 mùng 9 tháng 5, U23 Campuchia tái lập cách biệt 3 bàn. Vào, Chantia căng ngang vừa tầm từ cánh trái để Sumuin đệm cận thành nâng tỷ số lên 4-1 cho U23 Campuchia. Ảnh, Nguyên Khang. 17:26 mùng 9 tháng 5, U23 Lào thắp lại hy vọng. Vào, cổ động viên tại sân Thiên Trường bùng nổ khi U23 Lào có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 67. Phu Vi Hình tận dụng pha mất bóng của tiền vệ Campuchia để tung cú sút từ ngoài vùng cấm hạ thủ môn Kim Huy. Ảnh, Bình Chiến. 17:22 mùng 9 tháng 5, U23 Campuchia nâng tỷ số lên 3-0. Vào, ngay sau cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Lào đã trả giá bằng bàn thua ở phút 63. Kivina tận dụng sự thiếu quyết liệt của hàng thủ áo đỏ để tung cú sút tự tin từ ngoài vùng cấm. Bóng đi lập bập rồi nằm gọn trong lưới của thủ thành Keo Yildon. Ảnh, Nguyên Khang. 17:20 mùng 9 tháng 5. U23 Lào bỏ lỡ cơ hội, không vào. Khung thành đã rộng mở ở phút 61 nhưng Damot lại không thể đưa bóng vào lưới trống. Trước đó, Bang Phachan bỏ lỡ cơ hội khi trước mặt chỉ còn thủ môn Kim Huy. 17:18 phút mùng 9 tháng 5. Phút 59, Sati áp sát khung thành nhưng cú dứt điểm của anh không vượt qua sự truy cản của hậu vệ Lào. U23 Campuchia vẫn đang tạo thế trận tốt trong hiệp đầu thứ hai. 17:12 phút mùng 9 tháng 5, huấn luyện viên của U23 Thái Lan Alexander Polking và huấn luyện viên U23 Malaysia Brad Maloney có mặt tại sân Thiên Trường để theo dõi trận đấu giữa Lào và Campuchia. Ảnh, Minh Chiến. 17:10 phút mùng 9 tháng 5, không khí sôi động tại sân Thiên Trường. Người hâm mộ Nam Định và cổ động viên U23 Lào, Campuchia tạo nên bầu không khí sôi động ở trận đấu tại bảng B môn bóng đá Nam SEA Games. Ảnh, Minh Chiến. 16:55 mùng 9 tháng 5, U23 Lào nắm lợi thế lớn. Hiệp một trận đấu sôi động trên sân Thiên Trường khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về U23 Campuchia. Đoàn quân của huấn luyện viên Kisuk Honda có thể bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn hơn nếu không phung phí nhiều cơ hội. Ảnh, Minh Chiến, Nguyên Khang. 16:45 mùng 9 tháng 5, U23 Campuchia phung phí cơ hội. Phút 44, Lim Pisot đối mặt Keo Yildon nhưng không thể ghi bàn. Sau đó, Sati băng lên sút hai lần liên tiếp. Bàn thắng thứ ba vẫn chưa đến với U23 Campuchia. 16:43 mùng 9 tháng 5, U23 Lào suýt nhận thêm bàn thua. Phút 42, thủ thành Keo Yildon có pha xử lý lỗi sau quả tạt của số 11 bên phía U23 Campuchia. Bóng bật lên, trúng xạ Yildon vẫn kịp làm chủ tình hình. 16:38 phút mùng 9 tháng 5, trận đấu diễn ra sôi nổi. Trước sự cổ vũ của khán giả tại Thiên Trường, U23 Lào chơi đầy cố gắng dù đã thủng lưới hai bàn. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên quay lại gặp vấn đề ở những nhịp xử lý quyết định. Ở ngoài biên, hai huấn luyện viên vẫn đang tích cực đưa ra chỉ đạo cho các học trò. Ảnh, Minh Chiến, Nguyên Khang. 16:19 mùng 9 tháng 5, U23 Campuchia nâng tỷ số lên 2-0. Phút 14, Sati đột phá dũng mãnh vượt qua hậu vệ. Cú sút ở góc hẹp của anh bị thủ môn U23 Lào ngăn chặn, nhưng bóng lại đập người hậu vệ Anantaza rồi nảy ngược vào lưới. Ảnh, Minh Chiến. 16:15 mùng 9 tháng 5, U23 Campuchia mở tỷ số sớm. U23 Campuchia đẩy cao đội hình tấn công phủ đầu và có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 của trận đấu. Người lập công là Chantia với một pha độc diễn qua ba hậu vệ rồi sút tung nóc lưới. Ảnh, Minh Chiến, Nguyên Khang. 16:02 phút mùng 9 tháng 5, cầu thủ U23 Campuchia khởi động trước giờ bóng lăn. Siin Chantia, tuyển thủ quốc gia sẽ mang băng đội trưởng của U23 Campuchia ở trận này. Ảnh, Nguyên Khang. 15:59 phút mùng 9 tháng 5, cầu thủ U23 Campuchia cảm ơn người hâm mộ. Một nhóm du học sinh Campuchia di chuyển từ Hà Nội đến Nam Định để cổ vũ thầy trò Honda. Họ tin tưởng U23 Campuchia sẽ giành 3 điểm ở trận đấu hôm nay. Ảnh, Nguyên Khang. 15:58 phút mùng 9 tháng 5. Bầu không khí sôi động trên sân Thiên Trường, cũng như hai trận ở lượt đầu tiên của bảng B, cổ động viên tại Nam Định tiếp tục tạo không khí sôi động. Sân Thiên Trường còn chào đón thêm sự xuất hiện của cổ động viên Campuchia. Ảnh, Nguyên Khang. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally